tình bạn xưa. Quân hầu, gã ăn mày này tới tìm ta làm gì? Lưu Bình đấy, hiền đệ không nhớ anh sao? Ta không biết Lưu Bình nào cả. Nếu người có đói hả? Quân hầu, dọn cho hắn một trái cà thiêu và một tô cơm hẩm. Bố Dương Lễ, Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ. Hộp cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống tiết đông sang. Ta lo mi lạnh cho áo hồ cừu mặc ngoài lúa gánh để cho mi yên tâm theo bề học dẫn. Ta tặng cho mi riêng một thơ phòng giỏi. Ta khen mi khéo giàu cuối ra lò, ta phục mi đã miết mài sối kinh nấu sự. Khi bản hổ danh đề mi vỗ cánh bay, thưa thượng quan, thằng này đối với thượng quan chí tình chí nghĩa. Nay đã tan nhà nát cửa, thật buộc lòng mới lết đầu tới nhờ giả thượng quan. Hỡi ơi cái nghĩa kim bằng mi chỉ đáng là một trái cà thiêu và một tô cơm hầm. Thì học hành thử coi trí óc của ngươi có bị được ta chăng? Còn cơm đó ăn không ăn là tự ý. Ăn à? Chào mi bơ lưu huynh, lòng của đệ chỉ có đất trời chứng giám. Đệ muốn nhờ trái cà thiêu và tô cơm hầm để gửi lưu huynh về cửa không sân tình. Thay ta tặng cho người một tia hy vọng, nếu lưu huynh ta được nàng chiều chuộng chắc dễ dàng lên tột đỉnh thang mây. Châu Long ơi, Tào Khang chỉ thế là đạo trọng, nhưng cái nghĩa kim bằng thì bằng tiền chi giao mà cá dông. Gầm đầu làng có nàng dệt tơ bám tơ, quán gầm đầu làng có chàng ngồi bên láng thơ. Tình ta mỗi a một lòng rồi mai kinh sứ đẹp xanh. Tình ta mỗi a vẽ vàng vàng xoan để về. Cái bụng tôi thiệt thà nên hãy nghĩ làm sao thì nói ra làm gì. Nếu mà anh ba xuống tới đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ